2. Thành quả hiện tại. 1. Bồ Tát giáng thai. Lúc đó Bồ Tát thấy đã đến lúc giáng thai, bèn cử vôi trắng 6 ngà lìa khỏi cung Đau Xuất. Vô lượng chư thiên trội các âm nhạc, thắp các hương thơm, rải diệu quá trời, đi theo Bồ Tát đầy khắp hư không, phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương. Vào ngày 8 tháng 4, lúc sao mai xuất hiện, ngài giáng thần vào thai mẹ. Lúc ấy Mai Gia phu nhân đương lúc nửa tỉnh nửa mê, thấy Bồ Tát cưỡi voi trắng 6 ngà bay từ trong không xuống, từ sườn bên phải nhập vào mình. Ảnh hiện ra bên ngoài như ở trong lưu ly vậy. Phu nhân cơ thể an lạc khoan khoái như uống cam lộ, ngó lại thân mình sáng như nhật nguyệt chiếu, tâm rất hoan hỷ, hân hoan không cùng. Thấy cảnh ấy rồi thì chợt bừng tỉnh, sinh tâm hy hữu vô cùng, lập tức tìm đến vua Bạch Tịnh. Bạch cùng vua rằng: Thần thiếp vừa rồi nửa tỉnh nửa mê, dường như là mộng, thấy các điềm lành hết sức đặc biệt. Vua mới đáp rằng: Vừa rồi trẫm cũng thấy có đại quang minh, nay lại thấy sắc diện của khanh khác hẳn bình thường. Khanh hãy kể lại ta nghe, thấy các điềm lành gì? Phu nhân bèn kể lại hết mọi chuyện như trên, rồi nói kệ như sau: Thấy gì cưỡi voi trắng, trắng sạch như nhật nguyệt, thích phạm các thiên chúng, đều theo cầm bảo tràng, thắp hương rải thiên hoa, cùng trỗi các âm nhạc, tràn ngập khắp hư không, dây quanh cùng đi xuống, đến nhập sườn phải thiếp, y như trong lưu ly. Nay kể lại đại dương, là điềm lành gì vậy? Khi vua Bạch Tịnh nghe Ma Gia phu nhân kể các điềm lành nọ, thời vui mừng náo nức, không sao kềm được, liền sai mời các bà la môn giỏi đón tướng vào, dùng diệu hương hoa, đủ loại món ăn mà cúng dường. Cúng dường xong xuôi, vua cho xem sườn phải của phu nhân và kể lại các điềm lành, rồi nói với các bà la môn: Xin hãy đoán xem có gì khác thường không. Các bà la môn liền chiêm đoán rồi tâu rằng: Đại dương, phu nhân có mang thái tử này, các tướng tốt đẹp nói không sao hết, nay chỉ nói lượt qua cho đại dương nghe thôi. Đại dương phải biết, người con trong thai của phu nhân hiện nay sẽ làm vinh hiển chủng tộc Thích Ca. Lúc giáng thai phóng đại quang minh, chư thiên thích phạm hầu hạ dây quanh, điềm ấy chính là điềm bậc chính giác. Nếu không xuất gia sẽ làm chuyển luân thánh dương, vua bốn thiên hạ, bảy báo tự đến, ngàn con đầy đủ. Vua nghe các bà la môn nói xong, thấy hạnh phúc vô cùng, náo nức vô lượng, bèn đem vàng bạc, tháp bảo, voi ngựa xe cộ cùng các thôn ấp ra để cung cấp cho các bà la môn ấy. Phần Ma Gia phu nhân cũng đem các thể nữ và các trân bảo ra mà phụng thí cho. 2. Bồ Tát trụ thai. Từ khi Bồ Tát vào ngự trong thai cho đến sau đó, Ma Gia phu nhân mỗi ngày còn tu tập thực hành 6 ba la mật. Chư thiên tự động đến hiến thực, phu nhân không còn thấy thích các vị của thế gian nữa. 3000 đại thiên thế giới đều thường sáng rực, các chỗ tối mò trong đó mà ánh sáng nhật nguyệt không chiếu đến được, nay đều sáng tỏ. Chúng sinh trong ấy, ai nhìn thấy nhau đều cùng nói rằng: Ở đây bỗng đâu lại sinh ra chúng sinh kìa. Khi Bồ Tát giáng thai, 3000 đại thiên thế giới chấn động 18 cách, gió mát và thơm khởi khắp 4 phương. Các kẻ bệnh tật đều lành lặn hẳn, tham dục sân si cũng đều ngưng diệt. Khi ấy, ở thiên cung Đau Xuất, có một thiên tử suy nghĩ như vậy: Bồ Tát đã sinh vào cung vua Bạch Tịnh rồi, ta cũng phải hạ sinh nhân gian thôi. Bồ Tát thành Phật, ta sẽ được là quyến thuộc ngài trước hết mà cúng dường nghe pháp. Nghĩ thế rồi lập tức hạ sinh vào trong thành nơi dương cung, hoặc thuộc chủng tính Minh Nguyệt, hoặc Chiên Đà La, hoặc nhiều dương gia. Lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Xá Vệ. Lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Thâu La Quý Xoa. Lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Độc Tử. Lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Bạc La. Lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Lô La. Lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Đức Xoa Thi La. Lại có thiên tử sinh vào hoàng gia nước Câu La Bà. Lại có thiên tử sinh vào nhà Bà La Môn. Lại có thiên tử sinh vào nhà trưởng giả, cư sĩ, tỳ xá, thủ Đà La. Lại có 500 thiên tử sinh vào trong nhà dòng họ Thích. Các thiên tử như thế, con số có đến 99 ức hạ sinh nhân gian.
lại từ trời Tha Hóa Tự Tại cho đến Tứ Thiên Vương hạ sinh xuống không kể đếm hết được. Lại có thiên vương ở cõi sắc cùng các quyến thuộc cũng đều hạ sinh xuống làm các tiên nhân. Bồ Tát đại thai đi đứng nằm ngồi không hề trở ngại, lại không làm cho mẹ bị các khổ sở. Bồ Tát sáng sớm ở trong thai mẹ vì chư thiên cõi sắc mà nói mọi thứ pháp, đến giữa ngọ lại vì chư thiên cõi dục mà nói pháp nữa, và lúc mặt trời lặn lại vì chư quỷ thần mà nói pháp. Vào đêm ba thời cũng y như vậy, thành thục lợi ích vô lượng chúng sinh. Bồ Tát đại thai, phu nhân như thể nữ, có ai lại lễ bái cúng dường hoặc ai lại chúc mừng rằng sẽ thành được chuyển luân thánh vương? Bồ Tát nghe rồi tâm không ưa thích. Còn như ai lại cầu chúc rằng sẽ thành được nhất thiết chủng ký? Bồ Tát nghe rồi tâm rất hoan hỷ. 3. Bồ Tát xuất thai đản sinh. Bồ Tát ở trong thai mãn 10 tháng, thân thể các chi tiết cùng các tướng hảo đều đã trọn đủ, và cũng làm cho mẹ các căn đều tịch tịnh, thích ở các nơi vườn rừng, không thích ồn náo. Thời Du Bạch Tịnh tâm thầm tưởng, phu nhân có mang ngày tháng sắp tròn mà không thấy có vẻ gì là sắp sinh hết. Khi đang nghĩ thế, thời vừa lúc phu nhân sai người bạch vua, thiếp này muốn ra dạo chốn vườn rừng ngắm cảnh. Vua nghe nói thế, lòng càng vui mừng, liền hạ lệnh bên ngoài quét dọn sạch sẽ giường lam tỳ ni. Cậu sẽ trồng trọt các diệu hoa quả, suối rạch ao hồ đều làm sạch trong. Hành lang bậc thềm đều dùng bảy báo để mà tô điểm, phỉ thúy, uyên ương, phượng hoàng, loan yến, đủ các loại chim chóc và hót trong đó. Lại treo các cờ lộng bằng lụa, rải qua đốt hương, trỗi các âm nhạc, y như khu vườn quan hỷ của đế thích. Lại hạ lệnh trên quãng đường đến đó đều phải sạch sẽ trang hoàng đủ loại. Lại hạ lệnh chuẩn bị 10 dạng cổ xe bằng bảy báo, mỗi xe khắc chạm tuyệt đẹp. Lại hạ lệnh bên ngoài chuẩn bị 4 đội binh, tượng binh, kệ binh, xa binh và bộ binh. Lại tuyển chọn trong hậu cung các thể nữ nhan sắc đẹp đẽ, không lớn tuổi, không nhỏ tuổi, tâm tính nhu mì, thông minh lanh lẹ, có đến 8 vạn 4 ngàn cô để mà hầu hạ Ma Gia phu nhân. Lại chọn ra 8 vạn 4 ngàn đồng nữ xinh xắn, đeo diệu anh lạc, các đồ trang sức, bưng các hương hoa đến giường lam tỳ ni ở trước. Vua lại sắc các quần thần bách quan, khi phu nhân đi thì đều phải tháp tùng theo hầu. Rồi phu nhân bước lên xe báo cùng các quan thuộc và các thể nữ trước sau tháp tùng, đồng đến giường lam tỳ ni. Khi ấy lại có trời rồng 8 bộ cũng đều tùy tùng đầy khắp hư không. Khi phu nhân vào trong giường rồi, các căn đều tịch tỉnh. 10 tháng đã tròn mãn. Vào ngày 8 tháng 4, lúc mặt trời vừa mọc, phu nhân thấy trong giường có một cây đại thụ tên Vô Ưu, hoa rậu thơm ngát, cành lá xum xê, đang thời cực thịnh. Mới đưa cánh tay phải lên định kéo xuống hái. Khi ấy Bồ Tát từ sườn bên phải từ từ bước ra. Ngay lúc ấy dưới cây cũng sinh ra 7 cành hoa sen bằng 7 báo lớn như bánh xe. Bồ Tát liền rơi lên trên hoa sen, không người đỡ dắt, tự đi 7 bước, đưa cánh tay phải lên, hống tí sư tử: ta ở giữa mọi loài trời người này, là tối tôn tối thắng, vô lượng sinh tử đến đây là tận, đời này lợi ích tất cả người trời. Nói lời ấy xong, Tứ Thiên Vương liền lấy lụa trời đón lấy thân Thái Tử, đặt lên trên giường báo. Thích Đề Hoàng Nhân tay cầm lộng báo, Đại Phạm Thiên Vương thì cầm phất trần trắng, đứng hầu hai bên phải trái. Nang Đà Long Vương, Ô Bà Nang Đà Long Vương từ trên hư không tuôn nước thanh tịnh, dòng ấm dòng mát rót trên thân Thái Tử. Thân mạo hoàng kim với 32 tướng phóng đại quang minh chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Trời rồng 8 bộ cũng ở trên không trỗi âm nhạc trời, ca ngâm tán tụng, xông các hương thơm, rải các diệu hoa. Lại mưa xuống các y trời cùng với anh lạc lất phất tung bay, điểm không hết nổi. Khi Ma Gia phu nhân sinh Thái Tử rồi, thân an khoái lạc, không chút khó nhọc, hân hoan rạo rực, đứng yên dưới cây. Trước sau tự nhiên bỗng sinh 4 giếng, nước rất trong thơm, đủ 8 công đức. Khi ấy Ma Gia phu nhân cùng các quyến thuộc
cứ tùy tiện sử dụng tẩy rửa. Lại có các vua Dạ Xoa đều cùng bao quanh bảo vệ cho thái tử và Maya phu nhân. Đương lúc ấy, người với Phù Đề lên cho đến trời Aka Nị Trá, tuy lìa khỏi Hỷ Lạc, song đều về đây hoan hỷ tán thán bậc Nhất Thiết Chủng Trí nay hiện ra đời. Vô lượng chúng sinh đều được lợi ích, xin ngài mau thành đạo chính giác, chuyển bánh xe pháp quảng độ chúng sinh. Chỉ có Ma Dương riêng ôm sầu não ngồi đứng không yên. 34 điềm lành. Vào ngay lúc ấy có đến 34 điềm lành cảm ứng như sau. 1 là 10 phương thế giới trọn đều sáng rực. 2 là 3000 đại thiên thế giới chấn động 18 cách, gò đóng bằng phẳng. 3 là tất cả cây khô đều tươi tốt lại, trong nước bỗng sinh các loài cây quý lạ. 4 là vườn tược sinh các quả ngon ngọt rất lạ. 5 là đất bằng sinh hoa sen báo lớn như bánh xe. 6 là các kho tàng trong đất đều tự lộ ra. 7 là các kho châu báu phóng đại quang minh. 8 là các y phục di diệu của chư thiên tự nhiên hạ xuống. 9 là trăm sông dạng ngòi tĩnh lặng lắng trong. 10 là gió lặng mây tan trong không minh tịnh. 11 là hương thơm ngào ngạt từ khắp bốn phương bay lại. 12 là mọi bệnh tật trong nước đều sạch hết. 13 là cung xá trong nước không đâu không sáng rực, đèn đuốc không cần đến nữa. 14 là nhật nguyệt tinh tú dừng lặng không chuyển nữa. 15 là sao Tỳ Xá Khư hiện xuống dân gian đời thái tử sinh. 16 là các phạm thiên dương cầm lộc báo trắng văng che trên cung. 17 là khắp tám phương các thầy thiên nhân đem báo lại hiến dân. 18 là đồ ăn cõi trời trăm vị tự nhiên hiện ra trước mắt. 19 là vô số bình báo đựng đầy cam lồ. 20 là các xe cõi trời chở báo vật đến. 21 là vô số voi con trắng đầu đội hoa sen đứng sắp hàng ở trước điện. 22 là các ngựa trời màu đỏ thẫm chở báo tự nhiên hiện đến. 23 là 500 sư tử chúa trắng từ tuyết sơn xuất hiện, không còn chút hung hăng, tâm trạng hoan hỷ, nằm đầy trước cửa thành. 24 là các thiên nữ kỹ nhạc ở trên không tấu lên các âm nhạc tuyệt diệu. 25 là các ngọc nữ cõi trời cầm các phất trần long công hiện trên tường cung điện. 26 là các ngọc nữ cõi trời mỗi cô cầm bình vàng đựng đầy nước thơm bay ra lơ lửng trong không. 27 là chư thiên ca tụng tán thán đức hạnh của thái tử. 28 là địa ngục ngừng nghỉ đau đớn hành hạ không hoạt động nữa. 29 là độc trùng ẩn tránh thuần phục, ác điểu sinh tâm lành. 30 là các hạng ác luật nghi nhất thời từ bi. 31 là các phụ nữ có mang trong nước sinh ra đều là con trai. 32 là tất cả thần cây quá hiện hình người đến lễ hậu. 33 là vua các nước khác mỗi vị đều mang báo quý đồng đến thần phục. 34 là tất cả người trời đều không nói lời phi thời. Khi các thể nữ thấy các điềm lành ấy thì hân hoan vô cùng, nói với nhau rằng: Này thái tử sinh, mà có các sự việc cát tường như thế, xin cho ngài được trường thọ, không có các bệnh khổ, và đừng để cho chúng tôi phải chịu các sầu đau khổ não. Nói xong, lấy gấm thật mình của cõi trời bao thái tử lại, đem đến cho phu nhân. Thời tứ thiên dương ở trên không cung kính theo hầu. Thích Đề hoàng nhân đem lọng lại che. Lại có 28 đại quỷ thần dương chia ra ở bốn góc giường thủ vệ phòng hộ, đón thái tử về thành. Bấy giờ có một cô hầu thông minh lanh lẹ từ giường Lam Tỳ Ni trở về đến cung. Đến trước vua Bạch Tịnh, bạch cùng vua rằng: Đại dương quay đức càng thêm to lớn, Ma Gia phu nhân đã sinh thái tử dung mạo đẹp đẽ, có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Theo trên hoa sen tự đi 7 bước, đưa cánh tay phải lên hóng tiếng sư tử. Ta ở giữa mọi loài trời người này là tối tôn tối thắng, vô lượng sinh tử đến đây là tận, đời này lợi ích tất cả trời người, có đủ các thứ điềm đặc biệt như thế, nói không hết được. Khi vua Bạch Tịnh nghe cô hầu kia nói như thế xong, hoan hỷ đau đức không thể kìm được, cởi ngay sâu anh lạc mà ban thưởng cho. Sau đó vua Bạch Tịnh lập tức chuẩn bị 4 binh quyến thuộc dây quanh,
cùng với một ức chủng tộc Thích Ca trước sau tháp tùng vào đến giường Lam Tỳ Ni. Thấy trong giường trời rồng tám bộ đều có mặt đủ, đến nơi phu nhân thấy thân thế tử tướng hảo lạ thường, hưng quang náo nức y như sông biển sóng xô ào ạt, lại sợ con mình đoản thọ, lòng bỗng âu lo. Dĩ như núi chúa Tu Di khó mà chuyển động, chỉ khi đại địa chuyển động thì núi mới động. Vua Bạch Tịnh bản tính điềm tĩnh, thường ít vui lo, nay thấy thế tử vừa mừng vừa lo cũng y như vậy. Mà gia phu nhân tính tình ôn hòa, đã sinh thái tử, thấy các điềm lạ càng thêm lắng dịu. Khi ấy vua Bạch Tịnh chắp tay lễ các thiên thần, bước đến ẩm thái tử, đặt lên xe voi bảy báo, rồi cùng với các quần thần, hậu cung thể nữ, chư thiên trong không trỗi các âm nhạc, đi theo vào đến thành. Khi ấy vua Bạch Tịnh cùng các thích tử chưa biết tam bảo, nên đem thái tử vào đến đền thờ chư thiên. Thái tử vào đến, hình tượng phạm thiên đều từ tòa đứng dậy lễ với chân thái tử và nói với vua rằng: Đại vương phải biết, nay thái tử này là tôn quý nhất trong hàng trời người, hư không thiên thần đều phải lễ kính. Đại vương không lẽ không thấy như vậy sao mà còn đem đến đây lễ ta? Khi vua Bạch Tịnh cùng các thích tử quần thần trong ngài nghe thấy thế rồi đều ca ngợi là chưa từng có, mới đem thái tử ra khỏi đền thờ trời trở về hậu cung. Ngay vào lúc ấy, các dòng họ Thích cũng đồng một ngày sinh 500 bé trai. Trong doanh trại vua, voi sinh voi con trắng, ngựa sinh ngựa câu trắng, bò dê cũng sinh con ngũ sắc. Các thú như vậy có đến 500 loài. Các cô hầu trong hoàng gia cũng sinh 500 bọc đồng. Khi ấy trong cung 500 kho tàng tự nhiên phát hiện, mỗi một kho tàng có 7 kho báu bao quanh. Lại có các thương nhân từ các nước lớn, từ biển tìm báu trở về nước Ca Tỳ La Bái Đâu. Các thương nhân này mỗi vị mang các kỳ bảo lại hiến dâng cho vua. Vua Bạch Tịnh mới hỏi các thương nhân: Các người vào biển tìm các châu báu đều được các lợi, không gì nguy hiểm chăng? Và các đồng bạn không ai thất lạc chứ? Các thương nhân đáp: Đại vương, mọi người đi qua rất là an ổn. Đặt tên và đoán tướng. Vua nghe nói thế rất là hài lòng, lập tức cho mời các bà la môn. Các bà la môn tới rồi mới bày các thức cúng dường, hoặc cho ngựa xe cùng với bảy báo ruộng nhà tôi tớ cúng dường xong xuôi, bế thái tử ra và nói với các bà la môn rằng: Hãy vì thái tử mà đặt tên cho. Các bà la môn bàn bạc với nhau rồi tâu cùng vua. Thái tử khi sinh, tất cả kho báu đều cùng xuất hiện, mỗi điềm hiện ra không gì không cát tường. Do ý nghĩa ấy mà xin đặt tên thái tử là Tát Bà Tất Đạt. Lời nói vừa xong, trên không thiên thần liền nổi trống trời, sông hương rải qua, sướng lời lành thai. Chư thiên cùng nhân dân tức thì cùng nói lên: Tát Bà Tất Đạt. Khi ấy tám vị vua khác cũng vào ngày ấy giống vua Bạch Tịnh, đều sinh thái tử. Các quốc vương ấy ai cũng vui mừng: Ta nay sinh con có các điềm lạ như vậy, mà không hề hay rằng các điềm lành ấy là do Tát Bà Tất Đạt mà có vậy. Và mỗi vua cũng đều họp các bà la môn lại để đặt tên tốt cho con mình. Thái tử của thành Dương Xá tên là Tần Tỳ Sa La. Thái tử nước Xá Vệ tên là Ba Tư Nặc. Thái tử nước Thâu La Câu Trá tên là Câu Yết Bà. Thái tử nước Độc Tử tên là Ưu Bà Diên. Thái tử nước Bạc La tên là Quốc Đà La Diên. Thái tử nước Lô La tên là Tật Quang. Thái tử nước Đức Xoa Thi La tên là Phất Ca La Bà La. Thái tử nước Câu La Bà tên là Câu La Bà. Bây giờ vua Bạch Tịnh hạ lệnh tất cả các quần thần khiến tìm các bậc thông minh đa văn trí huệ giỏi về đoán tướng mà mọi người đời ai cũng biết đến. Quần thần nghe rồi tứ phương tìm kiếm. Cùng lúc vua cho dựng lên một điện lớn ở vườn sau, cửa ngõ lan can bảy báo trang điểm. Thời các quần thần gặp ngay 500 bà la môn thông minh giỏi tướng, thấy các điềm lạ nên tìm đến vua, gặp ngay lúc vua cho dời vào vội vã đến liền. Các thần bạch vua: Các bà la môn biết về tướng số đều đã đến rồi. Vua nghe vui mừng, sắc lệnh ra mời vào ngồi trong điện, rồi bày các thức cúng dường.
các Bà La Môn bạch với vua rằng: Chúng tôi nghe đại vương vừa mới sinh thái tử, có các tướng tốt và các điềm lạ thường, xin cho chúng tôi được xem thái tử. Thời vua ra lệnh bồng thái tử ra. Các Bà La Môn thấy thái tử tướng tốt oai nghiêm, đều khen là chưa từng có. Vua mới hỏi rằng: Nay xin đoán tướng thái tử các tướng ra sao? Các Bà La Môn nói: Chúng sinh ai cũng muốn con mình tốt đẹp. Nay thái tử mà đại vương sinh đây vô cùng trân quý, không gì phải âu lo. Rồi lại nói tiếp: Thái tử đại vương sinh đây tuy nói là con của vua, song chính lại là con mắt của thế gian người trời. Vua lại hỏi: Sao biết được như vậy? Bà La Môn đáp: Chúng tôi thấy thái tử sắc thân sáng rực y như vàng ròng, lại có các tướng tốt hết sức tỏ rõ. Nếu xuất gia sẽ thành nhất thiết chủng ký, nếu tại gia sẽ là chuyển luân thánh vương, thống lãnh bốn thiên hạ. Ví như dưới sông rạch biển sẽ là đệ nhất, trong tất cả các núi tu vi là hơn hết, còn với các ánh sáng mặt trời là vô thượng, tất cả mọi mát mẻ không gì hơn trăng sáng, thì người trời thế gian thái tử đây tối thượng. Vua nghe lời ấy tâm mừng vô cùng, tan hết mọi âu lo. Các Bà La Môn lại bạch vua rằng: Có một phàm tiên tên A Tư Đà, có đủ ngũ thông, ở tại Hương Sơn, ngài ấy có thể giải đáp hết mọi thắc mắc của vua. Các Bà La Môn nói thế xong từ biệt vua mà đi. A Tư Đà đoán 32 tướng. Khi ấy vua Bạch Tịnh thầm tưởng: Tiên nhân A Tư Đà ở tại Hương Sơn, đường đi hiểm nghèo không ai đến được, làm cách nào mời ngài đến đây được? Khi vua vừa nghĩ vậy thì tiên nhân A Tư Đà ở xa đã biết ý vua, lại trước đó đã thấy các điềm lạ, cảm nhận được là Bồ Tát, vì để phá tan sinh tử mà hiện thọ sinh, nên dùng lực thần thông bay lên trên không, đến ngay cửa Dương Cung. Tức thời người giữ cửa vào bạch vua rằng: A Tư Đà tiên nhân bay theo trong không mà đến, hiện đang ở ngoài cửa. Vua nghe mừng rỡ, liền hạ lệnh mời vào. Vua đến ngay nơi cửa, tự mình nghinh tiếp. Khi gặp tiên nhân, cung kính lễ bái mà hỏi rằng: Tôn giả đến rồi mà ở ngay nơi cửa không vào, là vì quân giữ cửa không cho vào hay sao? Tiên nhân đáp rằng: Không ai cấm cản, song đã đến để gặp nhau thì đúng lễ phải bạch vua trước. Rồi theo vua vào đến hậu cung. Vua cung kính mời ngồi, hỏi thăm rằng: Tôn giả tứ đại thường an hòa chăng? Tiên nhân đáp: Nhờ ân đại vương nên được an lạc. Thời vua Bạch Tịnh bạch tiên nhân rằng: Tôn giả hôm nay giáng hạ tới đây là vì chủng tộc chúng tôi sẽ đại hưng thịnh, từ nay trở đi ngày thêm cát tường, hay chỉ vì đi ngang qua mà ghé lại đây? Tiên nhân đáp rằng: Tôi tại Hương Sơn thấy ánh sáng lớn và các điềm kỳ đặc, lại y theo tâm niệm của đại vương, do các nhân duyên ấy mà mới đến đây. Tôi dùng thần lực bay trên không mà đến, nghe chư thiên ở trên nói thái tử con vua chắc chắn sẽ thành nhất thiết chủng trí, độ thoát người trời. Lại thái tử con vua từ sườn phải sinh, hạ xuống qua sen bảy báo, rồi bước bảy bước, cất cánh tay phải lên hóng tiếng sư tử. Ta ở trong trời người là tối tôn tối thắng, vô lượng sinh tử đến đây là dứt, đời này lợi ích tất cả trời người. Lại nữa, chư thiên bao quanh cung kính, tôi nghe các việc kỳ đặc như thế, tuyệt thai đại vương hãy vui mừng lên. Nay tôi có thể thấy thái tử được chăng? Vua liền dẫn tiên nhân đến chỗ thái tử. Vua cùng phu nhân bồng thái tử ra đình lễ tiên nhân. Thời tiên nhân vội ngăn vua lại nói: Đây là bậc tối tôn trong ba cõi trời người, để nào lại bắt lễ tôi vậy? Thời tiên nhân đứng dậy chắp tay lễ dưới chân thái tử. Vua cùng phu nhân bạch tiên nhân rằng: Xin được tôn giả coi tướng cho thái tử. Tiên nhân đáp: Vâng. Rồi liền coi tướng. Coi xong mọi tướng, tiên nhân sầu thảm rơi lệ không cầm lại được. Vua cùng phu nhân thấy tiên nhân sầu thảm rơi lệ, thời toàn thân run bắn hãi sợ, hốt hoảng không cùng, như cơn sóng lớn chấn động thuyền nhỏ, hỏi tiên nhân rằng: Con trẫm sơ sinh đủ các điềm lành, có gì bất tường mà lại khóc thương như vậy? Bấy giờ tiên nhân mới nghẹn ngào đáp rằng: Đại vương, thái tử đủ hết các tướng tốt, không có gì bất thường đâu. Vua lại hỏi tiếp:
xin hãy đoán tướng thái tử cho trẫm được biết có trường thọ hay không, có đắc ngai gì chuyển luân dương làm vua bốn thiên hạ hay không. Trẫm tuổi đã xế bóng, muốn đem đất nước giao hết cho con, rồi sẽ ẩn rừng núi và xuất gia học đạo. Chí nguyện ấy có thành hay không là điều do nơi đây. Tôn giả hãy đoán xem chắc chắn là thế nào. Thời tiên nhân mới đáp: Đại dương, thái tử có đủ 32 tướng. Một là lòng bằng chân bằng phẳng như đáy hộp. Hai là lòng bằng chân có hình bánh xe, với trục bánh xe có đủ ngàn câm. Ba là ngón tay ngón chân dài hơn người thường. Bốn là bàn tay bàn chân mềm mại hơn hẳn các phần khác trên thân. Năm là gót chân rộng và tròn đầy. Sáu là các ngón chân có lưới mềm kết hợp lại hơn hẳn mọi người. Bảy là mu bàn chân cao bằng, đẹp tương xứng với gót chân. Tám là bắp đùi y nê duyên thon dài đẹp như nai chúa y nê duyên. Chín là khi đứng thẳng hai tay chạm đến đầu gối. Mười là tướng âm tàn như ngựa chúa hay voi chúa. 11 là thân rộng lớn như thân cây ni câu loại. 12 là mỗi lỗ chân lông sinh một thân lông, sắc xanh mềm mại và cuốn về phía phải. 13 là lông gợn hướng lên, sắc xanh mềm mại và cuốn về phía phải. 14 là tướng màu vàng kim, loại màu dư diệu hơn hẳn vàng cõi Diêm Phù Đàm. 15 là thân quang tỏa ra đến một trường. 16 là da mỏng, mịn và trơn, không bám bụi trần, không dính ruồi mũi. 17 là bảy chỗ đầy tròn, hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay, hai vai và sau gáy đều là tướng đầy đặn rõ ràng. 18 là dưới hai nách tròn đầy như ngọc mani. 19 là thân như sư tử. 20 là thân rộng ngay ngắn. 21 là vai tròn đẹp. 22 là miệng có 40 răng. 23 là răng trắng đều khít, chân răng ăn sâu xuống. 24 là bốn răng trắng nhất và lớn. 25 là hàm vuông dứt như hàm sư tử. 26 là khi nếm vị đều được thượng vị, vì hai chỗ trong cuống họng tiết ra tinh dịch. 27 là lưỡi rộng mềm mỏng, có thể che khắp mặt tròn đến chân tóc và tai. 28 là tiếng phạm âm trầm và vang xa, giống như tiếng chim ca lăng tần già. 29 là mắt màu như kim tinh. 30 là lông mi như lông mi của ngưu dương. 31 là tướng bạch hào giữa hai lông mày, mềm trắng như bông đầu la miên. 32 là trên đỉnh đầu có nhục kế. Thân có đủ hết các tướng quý như thế, thời nếu ở tại gia, vào năm 29 tuổi sẽ làm chuyển luân thánh dương. Còn nếu xuất gia sẽ thành nhất thiết chủng trí, quán độ tất cả người trời. Song thái tử con vua đây chắc chắn sẽ học đạo và đắc thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không lâu sẽ chuyển pháp luân thanh tịnh, lợi ích người trời, khai mở ra con mắt cho thế gian. Tôi này đã thọ quá rồi, đã 120 tuổi, không lâu sẽ mệnh chung, sinh vô tưởng thiên, không thấy được Phật hiện ra đời, không được nghe kinh pháp, nên mới tự cảm thương như vậy. Vua lại hỏi tiên nhân: Tôn giả, vừa rồi coi tướng, ngài nói có hai đường, một là sẽ làm vua, hai là sẽ thành chính giác, nay cớ gì lại nói quyết định sẽ thành nhất thiết chủng trí? Tiên nhân nói: Tướng pháp theo như tôi biết, thời nếu có đủ 32 tướng mà không nằm đúng chỗ hoặc không rõ ràng thì người ấy sẽ làm chuyển luân thánh dương. Còn nếu 32 tướng mà đều đúng chỗ và lại hoàn toàn hiển rõ thì người ấy ắt thành nhất thiết chủng trí. Nay tôi thấy các tướng của thái tử con đại dương đây đều ở đúng chỗ, lại hết sức rõ ràng, thế nên mới biết chắc là sẽ thành chính giác. Tiên nhân nói xong lời ấy cho vua nghe, rồi liền từ biệt ra đi. Vua phòng liệu ngăn ngừa xuất gia Ma Gia phu nhân mệnh chung. Khi vua Bạch Tịnh nghe lời nói quyết đoán của tiên nhân rồi, lòng rất sầu não, lo sợ con mình xuất gia, nên mới tuyển lựa 500 cô hầu hiền hậu giỏi giang để làm dưỡng mẫu nuôi dưỡng thái tử. Trong đó cô thì cho bú, cô thì ẩm bế, cô thì tắm rửa, cô thì giặt giũ, cung cấp cho thái tử như thế đủ hết,
không thiếu thứ gì, lại còn xây cho thái tử cung điện theo ba thời ấm, mát, lạnh, nóng. Mỗi điện một nơi, điện nào cũng trang điểm bằng bảy báo, y thường phục sức đều theo mỗi thời. Vua sợ thái tử xuất gia học đạo nên làm cửa thành khi mở và đóng âm thanh vang xa đến 40 dặm, lại tuyển chọn 500 kỹ nữ dung nhan đẹp đẽ, không mập không gầy, không cao không thấp, không trắng không đen, tài năng tuyệt vời, cô nào cũng đa tài, rồi dùng các châu báu trang điểm trên thân. Cứ mỗi phen là trăm cô chia nhau ngày đêm kề cận. Trước cửa các điện bày các cây trái ngon ngọt, chanh lá xum xuê, hoa trái tốt tươi, lại có các ao tắm sạch sẽ trong lắng. Bên ao các cỏ thơm, các hoa sen đủ màu phô khoe sắc thắm, kể không hết được. Chim chóc lạ kỳ có đến trăm ngàn loại, rực rỡ đẹp mắt vô cùng, cốt làm thái tử vui thích. Thái tử sinh ra vừa tròn 7 ngày thì mẫu thân mệnh chung. Do có ban thái tử công đức rất lớn nên sinh lên trời đau lợi, tự nhiên được hưởng thụ. Thái tử trước đã biết phúc đức mình rất to lớn, không có người nữ nào có thể nhận lễ của mình. Thế nên nhân lúc mẹ sắp mệnh chung mới chịu thác sinh. Khi ấy di mẫu của thái tử là Maha Ba Xà Ba Đề nhũ dưỡng thái tử như mẹ ruột không khác. Vua Bạch Tịnh là hạ lệnh làm thiên quan bằng bảy báo và anh lạc mà ban cho thái tử. Thái tử lớn khôn trong cung. Thái tử học chữ. Thái tử dần dần lớn khôn, vua ban cho đủ các loại xe, voi, ngựa, bò, dê, mọi thứ đồ chơi của trẻ nhỏ, không gì không ban cấp. Trong thời gian ấy, khắp nước, nhân dân ai cũng thực hành nhân ái bố ân, ngũ cốc phong nhiêu, mưa gió thuận hòa, lại không giặc giả trộm cắp, an ổn khoái lạc, tất cả đều do lực phúc đức của thái tử mà ra. Vua lại cung cấp 500 bọc đồng, trong số có Sa Nạc, con của các cô hầu, để hầu hạ thái tử. Đến năm 7 tuổi, phụ vương suy nghĩ, thái tử đã lớn phải cho học chữ, rồi chọn trong nước vị Bà La Môn thông minh giỏi về các thư loại, mời về dạy thái tử. Khi ấy có Bà La Môn tên Bạc Đà La Ni cùng 500 Bà La Môn làm quyến thuộc đáp lời mời của vua đến. Vua bạch với Bà La Môn rằng muốn cầu tôn giả làm thầy của thái tử, không biết có được chăng? Bà La Môn đáp: tôi biết được gì, xin truyền hết lại cho thái tử. Vua bèn dựng lên nhà học cho thái tử, trang sức bằng bảy báo, bàn ghế học cụ làm hết sức đẹp, rồi chọn ngày tốt lành đem thái tử đến giao cho Bà La Môn để dạy thái tử học. Khi Bà La Môn đem sách dạy đọc 49 mẫu tự ra dạy thái tử, thái tử coi qua sách ấy rồi hỏi vị thầy rằng: loại chữ kiểu này trong cõi Diêm Phù Đề có tất cả bao nhiêu loại? Thầy giáo im lặng không trả lời được. Thái tử lại hỏi tiếp: như một chữ A này thì có bao nhiêu nghĩa? Thầy lại lặng im chẳng biết đáp ra sao. Trong lòng thẹn thùng nên đứng dậy khỏi chỗ, lê dưới chân thái tử tán thán rằng: khi thái tử mới ra đời bước đi 7 bước, tự nói rằng trong cõi trời người này là tối tôn tối thắng. Lời nói này quả không sai. Xin thái tử nói cho biết trong Diêm Phù Đề này có bao nhiêu loại chữ như vậy? Thái tử đáp rằng: trong Diêm Phù Đề hoặc có loại chữ phạm, có chữ khư lâu, có chữ liên quan, có đến 64 loại như thế. Riêng chữ A này vốn là âm thanh phạm, nghĩa của chữ ấy là không thể hoại, cũng có nghĩa là vô thượng chính chân đạo. Các nghĩa như thế vốn vô lượng vô biên. Khi ấy thầy Bà La Môn hết sức khổ thẹn đến gặp vua bạch rằng: đại vương, thái tử là bậc thầy bậc nhất trong người trời, thì sao lại khiến tôi đi dạy người được? Khi vua nghe Bà La Môn nói thế càng sinh vui mừng, ngợi khen là chưa từng có, rồi hậu hỷ cúng dường cho thầy Bà La Môn mọi thứ cần dùng. Phàm tất cả mọi nghệ thuật, sách vở, nghị luận, toán số, bắn cung, cưỡi ngựa, thái tử trọn đều tự nhiên mà biết rõ hết.